Kính chào quý vị và các bạn, những khán giả đang theo dõi chương trình Oxy cho cuộc sống được phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh O2 TV. Quý vị và các bạn thân mến, trong điều kiện thế giới phẳng hiện nay, nhất là khi Internet rất phát triển, thì việc các bạn có thể tìm kiếm bất kỳ thông tin nào bạn muốn là điều vô cùng dễ dàng, nhất là những thông tin liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe của chính bạn và gia đình mình. Tuy nhiên, những thông tin các bạn tìm được có thể là thông tin nhiều chiều, có thể phải kiểm định và phải sử dụng đúng để đem lại hiệu quả tốt nhất cho chính mình. Việc chúng tôi cung cấp những thông tin trong mục tiêu điểm của chương trình Oxy ngày hôm nay là những thông tin quan trọng nhất, những thông tin đặc sắc nhất và thú vị nhất trong chương trình của O2 TV trong tuần qua. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem mục tiêu điểm. Nào là bánh chưng, thịt gà, giò lụa. Nào là bánh, mứt, kẹo. Biết bao nhiêu những món ăn ngày Tết đem lại sự thích thú cho trẻ nhỏ. Thế nhưng, đó lại là những món ăn rất giàu năng lượng. Nếu trẻ ăn mọi lúc, mọi nơi thì quả là ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Làm sao để trẻ vẫn được ăn Tết vui vẻ mà vẫn khỏe mạnh thì có lẽ việc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân bằng là điều rất quan trọng. Thực ra, điều đó không hề quá khó khăn. Chỉ cần giúp trẻ ăn phối hợp đa dạng các loại thực phẩm là bạn đã có thể yên tâm về sức khỏe cho bé yêu nhà mình trong những ngày Tết cổ truyền. Bày mâm ngũ quả truyền thống theo phong cách mới lạ. Làm những món ăn đặc sắc từ những nguyên liệu đơn giản, sẵn có của ngày Tết. Niềm vui sẽ không gì tránh được khi ta được thưởng thức những thứ do chính tay ta làm. Không là quá khó, nếu như chịu khó học hỏi, thì tin có thể khám phá ra nhiều cách khác nhau để giúp ngày Tết cổ truyền mang một màu sắc mới mẻ, đậm phong cách hiện đại. Bệnh viện không chỉ là nơi của những đau đớn, bệnh tật. Bệnh viện cũng là nơi ngập tràn tiếng hát, tiếng cười và sự lạc quan. Đó là một dự án âm nhạc đã được triển khai nhiều tháng qua ở các bệnh viện. Rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên đã đến khắp các phòng bệnh, giường bệnh để hát cho bệnh nhân nghe. Từ những bệnh nhi ít tuổi đến những người bệnh già yếu, mang một niềm vui tinh thần đến cho những người đang cần nó nhất. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc của những trái tim thiện nguyện. Mục tiêu cho năm mới của bạn là gì? Kiếm được nhiều tiền ư? Hay là được thăng chức? Có lẽ ngoài những mục tiêu về tài chính, thì bạn cũng nên dành một mục tiêu về sức khỏe. Và mục tiêu càng cụ thể thì bạn càng dễ dàng thực hiện. Như tôi quyết tâm giảm được bao nhiêu kg trong năm nay, hay trong vòng bao nhiêu tuần tôi sẽ bỏ được thuốc lá. Tuy nhiên, bí quyết thành công là mục tiêu phải có tính thực tế. Và không nên đặt ra quá nhiều mục tiêu nếu như bạn không muốn gặp thất bại. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống không thể tránh được những lúc chúng ta thất vọng hay buồn nản hoặc đau đớn. Có thể đó là do thất bại không mong muốn, cũng có thể là do ốm đau bệnh tật. Và những lúc như vậy, chúng ta rất cần có những liều thuốc giảm đau để cơ thể chúng ta có thể lâng lâng, tâm hồn nhẹ nhõm. Và chúng ta sẽ cảm ơn bác sĩ nếu như bác sĩ kê để cho chúng ta những liều thuốc giảm đau hợp lý. Trong chương trình Oxy cuộc sống hôm nay, ở một góc nhìn cuộc sống, giáo sư bác sĩ Trấn Hùng, khách mời của chương trình, sẽ giúp quý vị và các bạn tìm được liều thuốc giảm đau đó
ở ngay trong cơ thể của chính chúng ta. Xin cảm ơn giáo sư bác sĩ Nguyễn Chiến Hùng đã trả lời phỏng vấn của chương trình hôm nay ạ. Thưa giáo sư, là người đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân ung thư, chắc là giáo sư hiểu rất rõ về tác dụng của morphine đối với việc chế ngự cái nỗi đau đớn của người bệnh. Điều này thì dĩ nhiên rồi, không phải là chỉ có người bệnh ung thư mà trong nhiều ngành lúc cần thiết thì bác sĩ cũng quyết định phải cho người bệnh dùng morphine. Nhưng mà với cái những quy định rất là rõ ràng, những cái điều chỉ định cho thuốc cũng phải hết sức là gắt gao. Vì đây thì là thuốc nó dùng kiểu nào đó thì nó gây nghiện, và chúng ta đều biết như xì ke ma túy là nói tới là người ta thích kiếm morphine đó, ta dùng lắm. Nhưng thưa bác sĩ, nhiều khi là do quá đau đớn hoặc do quá buồn khổ, rõ ràng là người ta sẽ phải tìm đến cái lùi thuốc giảm đau và người ta phải tìm đến bác sĩ. Nhưng mà ngoài cái việc đó ra thì không có cách nào khác ạ? Ngày nay người ta tìm thuốc rồi thuốc chống đau đồ nhiều loại, nhưng mà về mặt mà sinh học đó, về con người đó, nói chung đó thì có một điều thú vị là sau này người ta thấy rằng cái morphine mà ta làm vừa trước đó thì trong người có. Tôi gọi là morphine trời cho, tại vì có cái chất tên là nếu nói thì tiếng Pháp là endorphin, tiếng Anh là endorphin, thì nói theo tiếng Việt mình thì ăn dorphin, thì chữ ăn ở trước á là nó nói là chữ gốc là ando nghĩa bên trong, rồi dorphin là lấy cái chữ morphine, tại vì người ta tìm thấy cái chất này mới đây thôi, khoảng năm 1970 người ta tìm được, ta thấy có những cơ thể trong não mình có những neuron, những cái chỗ nó tiếp nhận cái chất morphine được, thì vậy thì nó phải có cái chất gì trong người đó, thì sau này ta tìm ra được, cho nên gọi là morphine trong người, hay tôi thích dùng chữ là morphine trời cho. Mà thấy trời cho rồi nó tự nhiên nó đẹp, nó hay lắm. Để là sao? Để nó chống lại cơn đau, để người ta chống lại stress nhiều, để nó lại làm được giảm lão hóa, mà nó tăng cái sức đề kháng cơ thể. Thành ra cái này tôi thấy nó hay lắm, như một đằng tiên đến xoa dịu, làm cho ta lâng lâng. Đó là endorphin. Chất endorphin mà giáo sư bác sĩ vừa nói thì nó có giống với lại cái chất morphine mà bình thường người ta vẫn dùng làm thuốc giảm đau không ạ? Nói giống thì không nói giống y được, nó khác nhau. Nhưng mà cấu trúc gọi là cấu trúc phân tử đó, cấu trúc nó tương tự như vậy. Nó có khoảng chừng 20 cái loại endorphin, nhưng mà có một loại thì mạnh nhất. Giáo sư có thể nói rõ hơn là cái loại mạnh nhất đấy là loại gì không? Loại mạnh nhất là loại gọi là beta endorphin. Nó sâu về chuyện nó ngộ lắm, là khi mà cơ thể thí dụ có cái vùng nào đau thì cái luồng thần kinh đó báo cho biết cái đau. Báo biết cái đau thì trong não mình có dùng gọi là dùng dưới đồi. Dùng dưới đồi là dưới đồi này là chỉ đạo xuống cái tuyến gọi là tuyến yên. Tuyến yên là trong cái đáy sọ mình đó, có một chỗ khum nhỏ vậy, như cái yên ngựa mà chừng 1cm thôi, nó xíu vậy thôi. Nhưng cái tuyến này điều động hết các cái tuyến nội tiết, hormone để làm việc. Vậy thì cái trên đồi nó chỉ đạo xuống này, nó chỉ đạo ra cái nơi sản xuất endorphin. Endorphin nó đem tới đâu? Thì có để mà làm cho bớt đau ở đó. Cho nên nó cơ chế nó rắc rối, nhưng mà chỉ còn thời gian ngắn thôi thì nó tạo ra được. Nhưng mà làm thế nào để biết rằng là lúc nào thì chúng ta sản xuất được những cái loại endorphin đó? Khi mà mình vận động nhiều, mình tập thể dục, hay mình chạy đường dài một đoạn ha, hơi căng rồi đó ha, thì mình nghỉ ngơi thì thấy có cảm giác mình thấy khỏe lâng lâng. Dĩ nhiên có mệt cơ bắp, nhưng mà một cảm giác lâng lâng, hay về nhà xong mình nghỉ ngơi, mình uống miếng trà, mình tắm rửa, mình thấy lâng lâng. Đó là giải thích là vậy, là endorphin nó tiết ra, hay là tế bào não nó nhả ra endorphin, nó làm cảm giác lâng lâng như vậy. Chuyện khác nữa là nam nữ mà ái ân thì khi mà lên tột đỉnh của ái ân rồi thì endorphin nó tiết là cao, có thể gấp 200 lần hơn bình thường. Vậy thì chúng ta hiểu vì sao mà có cái cảm giác ngất ngây, và vì thế sau này thì ta thấy vậy, nếu ái ân mà đều thường thì lại là giúp cho người ta khỏe hơn, sống còn lâu hơn, nó làm tăng cường cái miễn dịch, nó làm chậm lão hóa,
nó làm giảm, chống lại stress chẳng hạn, thì cái này bao nhiêu nó tụ vô đó hết. Ngoài cái việc mà như bác sĩ vừa nói rất là thú vị, ví dụ như là khi thể thao về hay khi ăn, thì còn những cái lúc nào đó mà endorphin mà rất là cần thiết và cơ thể ta sản sinh để mà giúp cho cơ thể ta có thể là chống lại. Một chuyện cũng rất là nghe rất là kỳ diệu, không ngờ ai cũng biết là người mẹ thì mang nặng đẻ đau, trong cái cơ chế mà sinh con đó có chuyện là vì đau và cho nên khi đau quá thì cơ thể tiết ra cái endorphin này nhiều, tiết ra endorphin cho dịu cơn đau, khi được dịu rồi thì cơ thể lại tiết ra chất gọi là oxytocin. Oxytocin có tính chất làm co thắt tử cung để cho đẩy cháu bé ra ngoài, cho nên là khi endorphin lên cao cho nó bớt đau rồi thì cơn đau nó giảm thì oxytocin lại làm tiếp nhiệm vụ đó. Chúng ta thấy hai cái đó nó hài hòa nha, rất hay. Và sau này thì ta thấy là oxytocin và endorphin, cái bộ đôi này là hormone làm cho đứa bé nó kháng khích với người mẹ hơn, đó cũng là endorphin. Còn cái chuyện khác nữa, mới vừa rồi tôi đi hội nghị châu Âu, cái tới chừng ngồi ăn, một cái cô trong đoàn đem ra mấy trái ớt hiểm. Trời ơi, ai thấy mừng quá, tưởng gì mà ớt hiểm mà ha. Nhưng mà nó cắn cái đã. Thì cái đó là một cái điều nó cũng trở nên ghiền rồi, mà ghiền không sao. Vì khi chúng ta ăn ớt, ớt làm cho lưỡi cảm giác tê đau. Tê đau thì não báo lên não, thì não sẽ tiết ra endorphin để điều hòa lại. Đâm ra là có nhiều người nói tôi là không ngờ ăn ớt mà là vậy, tưởng ăn ớt có hại chứ. Chỉ nhiên cái gì mà quá lố thì không được, nhưng mà ăn nhiều nhiều thì trong trường hợp về cơ chế endorphin là thấy tốt thôi. Câu chuyện rất là thú vị ở cái chỗ là ta có thể kết luận được là những người mà lạc quan thì sẽ sản sinh ra được những endorphin nhiều hơn những người hay bi quan, đúng không ạ? Cái này cũng rõ, ta nói là nụ cười và tâm trạng lạc quan thì endorphin cũng trào ra. Trong thành phố Hồ Chí Minh trước có Bảo Quốc làm cho ta cười, mình nói mấy người cười này là hề. Tôi cho rằng đây là những sư phụ, những thầy thuốc về cười. Còn người xưa cái ông Vua Sạc Lô đó chẳng hạn, hồi nhỏ mình coi mình cười quá, giờ nhớ là tôi nhớ ông này tạo nụ cười cho khắp thế gian hết ráo, phải không? Thì ông này là điều động endorphin của mọi người ha. Mà về thì phải cảm ơn ông này. Thì nhắc là cười mà thành liệu pháp điều trị. Nói đi, mà có khi nào mà chất endorphin do cơ thể đã sản sinh ra vượt quá nhu cầu cơ thể và gây phản ứng ngược cho cơ thể? Ta thấy là các trẻ mà bị tự bệnh tự kỷ đó, nó không chú ý xung quanh, nó chỉ biết nó thôi, muốn làm gì làm, thì ta thấy là không biết gì sao đó mà endorphin lên cao quá. Cao quá vậy nó đủ lần nó đủ rồi, không cần lưu tâm đến xung quanh. Nhưng mà những người bị trầm cảm thì cũng chưa hiểu lý do sao, nhưng mà thấy những người đó thì lượng endorphin nó thiếu. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với giáo sư bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng về chất endorphin kỳ diệu của cơ thể chúng ta. Thưa giáo sư bác sĩ, từ đầu thì giáo sư đã nói là người ta đã tìm ra chất endorphin từ những năm 70. Và chắc rằng là khán giả của Oxy cho cuộc sống cũng muốn biết rõ hơn về cái quá trình tìm ra cái chất này như thế nào, và cái người ta đã ứng dụng được cái chất đó vào cuộc sống và làm sao. Vậy ứng dụng gì? Nhiều cái ứng dụng, nhưng mà nói là phải tập thể dục đều thì endorphin ra. Ái ân đúng mức ha, chứ không có người xưa nói nín quá cũng không được đâu ha. Đúng mức nó đẹp quá mà ha. Chúng ta ăn một trái ớt ha, ăn đồ phin ra chúng ta được điều quyền ăn chứ, cho nên giờ đừng sợ, nhưng mà đừng ăn lố thôi ha. Và bây giờ còn một chuyện nữa là ta kể chuyện bà người tình của vua Louis 14 nước Pháp. Vua Louis là ông đó là gọi vua mặt trời mà, người tình là bà Pompadour. Thì mỗi ngày bà ăn, bà uống ly sữa có sô-cô-la làm tiết ra endorphin. Và bây giờ ta cũng thấy sô-cô-la nó tốt quá đây, nhưng mà dặn ăn một ngày một hai thỏi nhỏ thôi, chứ ăn lúng nhiều quá nó mập phì ra mà nó cũng bệnh chứ không. Thì sô-cô-la cũng là
cho ra ăn đọc phim. Chúng ta chỉ cần biết vậy chúng ta thấy sự dìu dặt cơ thể, cái kỳ bí của cơ thể mà chúng ta có mà chúng ta hiểu rõ thì chúng ta dưỡng cái cuộc sống chúng ta nó tuyệt vời. Một cái chuyện rất hay khác, thú vị là ở trong truyện Tàu, truyện Tam Quốc đó, ông Hoa Đà là thầy thuốc hay nhất, thì Quan Công là em nuôi của Kết Nghĩa với Lưu Bị. Thì Quan Công là tay tướng được can trường mà hay ho lắm. Thì lúc mà bị thương thì ông Hoa Đà mới nói tôi phải mổ, tôi phải cạo ra. Ông Kiến chịu ha, nhưng mà đau lắm, phải cột ông lại ha, cho ông uống rượu mạnh cho ông say đặng làm. Thì ông Quan Công nói không, đem rượu ra đây, đem mặt cờ tướng ở đây, đánh cờ tướng người đó, ông rượu. Ông này Hoa Đà mổ não cạo sồn sột, Quan Công cũng tỉnh như thường. Thì chuyện là chuyện kể như thế thôi, ta nói lòng can đảm, nhưng mà đâu tôi nghĩ là ông này có một khả năng tiết ra ăn đọc phim cũng dữ dội lắm đó ha, thì ông mới chống nổi cái này. Đó là chuyện vui đi. Đó là một cái câu chuyện liên hệ rất là thú vị, tưởng rằng là rất là xưa cũ nhưng mà cũng lại là có những cái vấn đề rất mới trong đó, đúng không ạ? Bây giờ trở lại một cái câu chuyện khác với giáo sư bác sĩ Trần Hùng. Với giáo sư thì ông làm thế nào để có thể là sản xuất ra ăn đọc phim cho chính mình? Nhờ tôi không còn quản lý nữa, rảnh rỗi trên thời giờ cho nên là đúng là tập đều tôi cũng nhẹ nhàng thôi, đi bộ chừng 30 phút ha, ngoài trời, hít thở đều, và tôi có tập thái cực quyền một cái. Thứ hai thì ngủ cho đủ, ngủ đủ, trong cái ngủ đó ăn đọc phim cũng ra đó, và sống vui. Hiện giờ tôi viết sách, tôi viết thí dụ chừng 2 năm rồi tôi viết mỗi ngày một bài báo, gom lại được 2 cuốn sách in ra, nói về ăn đọc phim, nói về nụ cười, nói về ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui. Tôi nghĩ là tôi thấy lân lân đó chắc ăn đọc phim nó ra. Đó là một cái cách mà tạo ăn đọc phim của giáo sư bác sĩ Nguyễn Trân Hùng rất là thú vị và là của riêng bác sĩ. Và những người khác thì chắc chắn là người ta cũng sẽ có những cái cách riêng để tạo ăn đọc phim cho chính mình, để làm cho cuộc sống thêm phong phú và càng ngày càng tốt đẹp hơn ạ. Và sau đây thì xin mời giáo sư bác sĩ cùng với quý vị khán giả xem một phóng sự nói về cái phong trào yêu loa cười hiện nay ở Việt Nam, Hà Nội và trên thế giới, thì chúng ta có thể thấy được rằng là đấy cũng là một cái liệu pháp rất là tốt để có thể tạo ra endorphin trong mục lời giải về cuộc sống. Nếu chỉ nhìn thoáng qua lớp học này, chúng ta đều sẽ tưởng rằng đây là một lớp học bình thường như bao lớp học khác trên giảng đường đại học. Nhưng thực tế, lớp học này lại đề cập tới một nội dung rất lạ, học cười. Nhiều người cho rằng, cười thì có gì đâu mà phải học. Trong một ngày, ai mà chả phải cười đến vải bận. Nhưng thực tế, để có một nụ cười tươi và thật sự sảng khoái, thì không phải ai cũng biết cách để cười. Vốn dĩ chúng ta sinh ra không cần phải dạy cũng cười được. Cười là một trạng thái cảm xúc tự nhiên và là bản năng vốn có của con người. Nhưng cuộc sống với nhiều lo toan bận rộn khiến ai đó bỗng quên đi nụ cười quý giá. Yoga cười giúp cho con người quay trở về với bản năng gốc của chính mình. Yoga cười ra đời từ năm 1965, xuất phát từ gốc là ở Ấn Độ, do ông bác sĩ Dr. Kataria cùng bà vợ là người sáng lập ra. Khi mà ông thấy rằng là cuộc sống là mọi người cứ phải đi đến bệnh viện để chữa bệnh, và ông tìm ra một cái phương thuốc, đó là phương thuốc cười. Thì ông bắt đầu mới thành lập câu lạc bộ ở tất cả các thành phố hay là ở quốc gia. Thì đến Việt Nam là chính thức là ngày 8 tháng 3 năm 2010, thì do bên Tâm Việt mời ông về để đào tạo chương trình này. Cái nguyên lý trong yoga cười nó có sẵn từ bên trong mình rồi. Nghĩa là ngay từ trong bụng mẹ chúng ta đã có thể cười được theo mẹ hoặc khóc được theo mẹ. Và sau khi bắt đầu hình thành là lớn dần lên thì con người đó là bản năng sinh ra là biết cười biết khóc. Nhưng mà dần dần lớn lên thì có thể là do stress nhiều, do nhu cầu cuộc sống, do rất nhiều môi trường yếu tố tác động, thì cái cười đó dần dần giảm đi trong mỗi con người chúng ta. Yoga cười áp dụng những nguyên lý vận hơi thở cơ bản của yoga để luyện cười. Các bạn trẻ được học từ lý thuyết tới thực hành với cách giảng dạy vô cùng hấp dẫn. Hãy
Bạn đã thấy một lớp học nào sôi nổi như lớp học này chưa? Với cách học như thế này, yoga cười được rất nhiều bạn trẻ ưa thích. Bởi cười không chỉ làm cho tinh thần thoải mái, mà nó còn tạo ra nhiều giá trị tiềm ẩn. Với khẩu hiệu, cười vang là giàu sang, cười giúp chúng ta bày tỏ sự thân thiện, rút ngắn khoảng cách và dễ dàng chia sẻ với người đối diện. Chính việc tạo được thiện cảm với những người xung quanh qua nụ cười, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khi tham gia lớp học yoga cười, bạn sẽ được giáo viên hướng dẫn các bài tập cười kết hợp với các bài tập thở yoga. Theo sinh lý bình thường của cơ thể, khi ta cảm thấy vui vẻ, tinh thần phấn chấn thì tự khắc ta sẽ cười. Nhưng trong yoga cười, tiếng cười sẽ bật ra mà không cần tác nhân nào cả. Có thể lúc đầu, tiếng cười của mọi người đều bị những tác động bên ngoài làm cho méo mó và không thoải mái. Nhưng khi luyện yoga cười, người tập sẽ được luyện cười với nhau bằng ánh mắt, bằng những động tác giao lưu, khiến cho tiếng cười được chia sẻ với những người xung quanh. Và điều đó cũng có nghĩa là niềm vui được nhân lên gấp nhiều lần. Theo các nghiên cứu khoa học, khi ta cười, não sẽ sản sinh ra nhiều hormone endorphin. Nội tiết tố này sẽ tác động lên trung tâm xúc cảm của não, tạo cho bạn cảm giác hạnh phúc, khoan khoái. Và tác dụng cuối cùng là chúng ta có những nụ cười giúp cho con người được trẻ lâu và nâng cao tuổi thọ. Tác dụng này được kiểm chứng thực sự qua sự hào hứng chia sẻ của các bạn học viên trong câu lạc bộ. Công việc học ở trường của em thường rất nặng, học kỹ thuật học rất nặng và nhiều lúc rất stress. Nhưng mà nhiều lúc mình tập yoga cười này làm cho tinh thần mình thoải mái hơn thì giúp cho công việc học ở trường trở nên là suôn sẻ hơn và mình tiếp thu dễ dàng hơn ạ. Và tập trung nhiều hơn kể cả các công việc khác nữa. Sau khi học cái lớp yoga cười này thì em thấy là cuộc sống này luôn luôn tươi đẹp ạ. Mình không có gì phải là buồn phiền hay là gì khác, không cần phải là chán nặng ạ. Mà gặp bất cứ chuyện gì thì mình cũng hay luôn cười đấy ạ. Và truyền cái cảm hứng này cho tất cả mọi người ạ. Khi tham gia cái lớp yoga cười này thì em cảm thấy rất vui và cảm thấy rất là sướng ạ. Tại vì vừa mới từ trường qua đây, vừa mới đi học về, thế là qua đây thì thấy rất là thoải mái và được cười một cách tự nhiên nhất ạ. Và em cũng được tập yoga cười cũng khá nhiều, đấy là từ bên học đường. Nhưng mà cứ mỗi lần cười thì lại mỗi lần sướng và mỗi lần vui ạ. Dù em vẫn đang chỉ là sinh viên thôi, nhưng mà em cũng nhìn thấy cuộc sống của mình nó có khá nhiều cái bon chen và cuộc sống lúc nào cũng vội vàng. Và khi mà có những cái buổi học như này thì giúp em thoải mái hơn rất nhiều. Và ngay như cả trong những cái buổi học này thì được thoải mái cùng tất cả các bạn, cùng các thầy cô ở đây. Thì mỗi lần đến lớp học thì em lại cảm thấy yêu lớp học hơn và yêu các bạn hơn ạ. Từ trước đến nay thì đã bao giờ bạn cười thoải mái như thế này chưa? Trước khi tham gia một lớp yoga cười thì em là một người rất là hay nhút nhát và hay rất là hay nghĩ tiêu cực, hay buồn chán. Nhưng mà khi tham gia những lớp học về yoga cười hay là những lớp học về kỹ năng mềm thì em cảm thấy cuộc đời của mình nó còn nhiều điều rất tốt đẹp đang chờ mình phía trước. Cũng như là con người ta chỉ có một lần để sống thì hãy sống làm sao cho tích cực và thoải mái nhất. Và em thấy mình đã thay đổi cái suy nghĩ của cuộc đời và cái tư duy của em nó thay đổi một cách tích cực hơn. Chính những tác dụng tích cực do tiếng cười mang lại mà hiện nay yoga cười đã thu hút được rất nhiều người. Có những người nước ngoài đã rất lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng người cao tuổi tập yoga cười vào buổi sáng bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Có mặt ở đây gồm đủ mọi tầng lớp xã hội, từ học sinh sinh viên, cán bộ, các bà nội trợ, v.v.
Mỗi buổi tập thường kéo dài 45 phút. Các thành viên thực hiện những bài tập đơn giản như vẫy tay, vỗ tay, nối đuôi đi vòng quanh, hát vang câu hát quen thuộc và cười lớn. Những người tham gia câu lạc bộ tin rằng bài tập cười giúp họ trở nên vui vẻ hơn, giải tỏa những căng thẳng của cuộc sống thường nhật và đẩy lùi bệnh tật. Cái tinh thần nó thể hiện trên cái khuôn mặt. Mình có sướng hay mình vui, mình có buồn hay mình khổ, nó thể hiện hết khuôn mặt. Và yoga cười làm cho con người không còn buồn, không còn vui gì cả. Và yoga cười nó cũng giúp con người xả stress. Yoga cười nó sẽ giúp nội tạng của mình khỏe. Khi mà cười thì gọi là cười rung rốn ấy, thì tất cả cái cơ thể nội tạng ở vùng quanh rốn là khỏe. Hay là yoga cười mà mình nói là ở yết hầu cười thì là cái giọng của mình cũng nó sẽ khỏe. Nên là mỗi một cái động tác nó sẽ giúp cho cả cơ thể ta cùng khỏe. Và khi được giải phóng năng lượng thì con người chúng ta sẽ trở về một cái bản năng, đó là bản năng hạnh phúc và sung sướng tỏa trên khuôn mặt của mình. Cảm ơn. Năm người xung quanh. Nụ cười vốn là liều thuốc bổ hoàn toàn miễn phí mà ai cũng có. Vì thế mọi người hãy tự sắc cho mình thang thuốc thần dược chứa sinh lực ấy bằng cách tập một liệu pháp quen mà lạ, đó chính là yoga cười. Hãy để liệu pháp này giúp cuộc sống của bạn tràn ngập tiếng cười. Quan trọng hơn, tập yoga cười lâu ngày sẽ giúp bạn đạt được việc cười tự trong tâm, nghĩa là luôn có cái nhìn lạc quan, tích cực, và từ đó bạn sẽ có cách ứng xử với các tình huống khó khăn trong cuộc sống dễ dàng hơn nhiều so với những người chưa bao giờ tập yoga cười. Endorphin là liều thuốc quý giá mà tự nhiên ban tặng cho con người. Vậy tại sao chúng ta lại không tận dụng liều thuốc quý giá này mỗi ngày để nụ cười làm nên mùa xuân và làm nên cuộc sống? Chương trình Oxy cho cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Mọi câu hỏi quý vị có thể gửi về phòng nội dung 2, ban biên tập truyền hình cáp, đài truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội, số điện thoại 0462735300 hoặc email oxycho cuoc sống@vtv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.